Con ngó chuông hả? Vỡ đâu? Chui ra. Đại ca lớn nhà mình nha. Đây là đại ca. Được không? Đây đại ca em. Ê, đại ca em đâu rồi? Đại ca em. Em mà. Thôi coi. Đại ca em. Đi chùa Khải Đan nha. Toàn bộ kiến trúc gỗ hết toàn bộ, rất là đẹp. Thắp chuông. Đó là mấy bác hôm nay mùng 1 Tết đi chùa nhé, đại gia đình nhà mình. Một Covid nên bắt buộc ai cũng phải đeo khẩu trang. Cũng phải đeo khẩu trang mới được vô chùa. Đó, cũng phải đeo khẩu trang mới được vô chùa nhé. Đây kiến trúc chùa rất là lớn. Toàn bộ gỗ hết nha, rất là đẹp. Đây là tầng trên nha. Tầng dưới đây là một tầng dưới nha. Sẽ đi dạo một vòng chùa này. Dạo một vòng. Chào mấy bác coi kênh em. Này coi chùa Tứ Sắc Khải Đan. Toàn bộ kiến trúc này toàn bộ gỗ hết. Rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Toàn bộ chạm trổ hoa văn tạc hình. Đây. Đi một vòng vào chùa nhé. Chùa này gần như đẹp nhất Đắk Lắk. Chùa này gần như đẹp nhất Đắk Lắk. Kiến trúc gỗ rất là đẹp. Toàn bộ kiến trúc gỗ hết rất là đẹp nha. Cái trống chùa rất là lớn. Đây là lầu 2 nha. Dưới kia có một cây bồ đề. Bên đây lại có một lối lên để mà lên lầu 3. Còn một đầu gỗ hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tết thì đi chùa để mấy bác biết đây nó như thế nào. Chùa Tần là gỗ ấy, Tần luôn. Giờ sẽ lên lầu 3 luôn. Rất là đẹp như chùa. Lầu 3 Rồng Phượng. Trang ơi, rất là đẹp nhá, kiến trúc của một ngôi chùa. Chỗ đây một mặt luôn. Anh Tây kìa cũng đi nha. Vân gỗ cực kỳ đẹp. Chỉ tiếc là để làm một ngôi chùa như thế này phá tàn phá biết bao nhiêu là rừng. Rất là tuyệt vời.
có một nhà như kiểu kinh thư, sắc xếp kinh thư. Chùa Tứ Sắc Hải Đoan nha.